ông đánh giặc, phụ nữ cũng đánh giặc. Vậy sao đàn ông múa lân được mà phụ nữ không múa lân được? Và thế là nói là làm, không có sẵn đầu lân, các dì lấy thúng trùm vải, không có trống, lấy thùng thiết bịt mo cau. Không biết vũ đạo, các dì học lóm các đội lân nam. Múa được vài lần, bà con thấy lạ và ủng hộ rần trời. Đó là lịch sử hình thành của đội lân độc nhất vô nhị ở Việt Nam, có tên gọi là đội lân tóc dài. Và năm nay đã là mùa xuân thứ 41 trôi qua kể từ khi đội lân thành lập. Mái tóc xanh của các chị, các cô ngày nào giờ đây đã hai màu rồi. Ngần ấy năm trôi qua là những câu chuyện buồn vui, kỷ niệm khó quên của các thành viên. Mỗi mùa xuân tới ai cũng vui vì mình vẫn còn đủ sức khỏe để có thể cống hiến và biểu diễn cho khán giả. Nhắc đến xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, ắt hẳn ai cũng nghĩ ngay đến một đội múa lân vô cùng đặc biệt. Không phải đặc biệt trong điệu múa, dàn dựng công phu, mà nằm ở các thành viên trong đội đều là phụ nữ lớn, trung niên và cao niên. Đội lân Lương Hòa ngày mới thành lập chỉ có thanh niên trai tráng, còn phụ nữ thì tham gia đội văn công. Theo bà Trần Thị Phước, đội trưởng đội lân cho biết, thời mới thành lập còn đơn sơ lắm. Lấy rổ làm đầu, cửa buồn làm đuôi, thùng thiết là trống. Vũ đạo thì đã thấm vào các chị trong suốt thời gian dài theo đội lân đàn ông. Vậy là 18 người phụ nữ ở tuổi trên dưới 50 cùng nhau tập dượt. Ngày 6 tháng Giêng năm 1981, đội lân nữ Lương Hòa làm cảnh làng xôn xao. Song khi đội lân nữ ra đời thì đội lân nam giải tán. Mỗi lần đội lân của bà và các chị em biểu diễn ở đâu, mọi người đều tò mò hỏi thăm. Nói thăm với anh là anh vô đội lân hồi nào, lân ở đâu rồi cũng vui vẻ, hỏi thăm chưa, phấn khởi. Vì hỏi sao mà múa lân cứ làm vui ra cũng trẻ, làm khỏe là cũng già. Thành ra nhờ múa lân vậy mà khỏe, cũng như mình thể dục rồi, thể thao. Đội lân hiện có 14 tuổi, lớn nhất là những cụ bà đã 87 tuổi, tuổi già. Nhưng sức không yếu, các cụ vẫn phát đầu lân, mang bụng địa, gắn mặt nạ tề thiên, nhún nhảy theo từng nhịp trống, tiếng trả. Bà Võ Thị Kiển, năm nay đã bước qua tuổi 80 cho biết, trong số họ có người là mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nhiều người là thương binh và đặc biệt tất cả đều là thành viên đội quân tóc dài năm xưa. Lễ hội rồi thánh thành cầu đường, thánh thành phục hội các cái ngôi đình ngôi chùa gì đó, là đằng này ra phục vụ hết hả, lệnh đi là coi như phải chấp hành đó, ngày đó đi phục vụ khai mạc phục hội gì đó, là cuộc đại hội gì đó, cuộc họp gì đó là phải đi đó. Để có được những bài biểu diễn hấp dẫn và phù hợp với tuổi tác của các bà các cô, phải nhờ đến những người huấn luyện như ông. Cái động tác múa lân phổ biến như lân ngủ, lân ăn, lân nằm, đùn cột, cạp chân, rồi phối hợp tay chân sao cho phải thật nhịp nhàng. Thế đơn giản, nhưng phải từ 6 tháng đến khoảng 1 năm mới nhuần nhuyễn. Trong này nó khó có cái gì nè, tại vì trong đó nó còn phải có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chả, rồi kết hợp đầu. Rồi kể như toàn thân dò cẳng tay chân, chân tay thì lắc, chân thì phải đi phải cho nhịp, phải đúng nhịp, chứ không đúng nhịp là câu không được. Chỉ với bộ bà ba đen khăn rằn nón tai bèo làm đồng phục, rồi những động tác đơn giản biểu diễn mà suốt hơn 4 thập kỷ nay, đội lân đặc biệt ấy đã đem đến hàng hà sa số tiết mục hấp dẫn. Năm 2005, đội lân còn được cúp kỷ lục Việt Nam do trung tâm sách kỷ lục Vietbook trao tặng. Đội lân nữ duy nhất Việt Nam, những cống hiến thầm lặng trong thời chiến lẫn thời bình của các cô các bà đã trở thành huyền thoại còn mãi với thời gian. Cao luôn bà. Còn đây lên đó là được ạ.